Chân dung nghi can nổ súng rạp chiếu bóng bị cảnh sát bắn chết, tin từ Nashville, Tennessee, Hoa Kỳ. Các nhà chức trách cho biết là nghi can cầm súng và rìu tấn công khán giả tại một rạp chiếu bóng ở vùng ngoại ô Nashville bị cảnh sát bắn chết là người có tiền sử về bệnh tâm thần. Cảnh sát công bố hình ảnh và danh tính nghi can là Vincente Montano, 29 tuổi, chết tại hiện trường bên ngoài cửa sau của một rạp cine. Cảnh sát nói Montano đã cầm rìu chém vào một người và làm bị thương ba người khác khi xịt ớt vào mặt họ. Nghi can cũng có một thiết bị nổ trong ba lô đeo sau lưng, nhìn rất giống một quả bom. Phát ngôn viên cảnh sát Don Aaron nói rằng nghi can được trang bị bằng rìu và một vũ khí rất giống súng lục bán tự động. Nhưng sau khi xem xét, cảnh sát xác nhận đó chỉ là khẩu súng bắn đạn cao su. Phát ngôn viên Aaron cho biết, Montano từng được đưa vào bệnh viện tâm thần 4 lần, từ năm 2004 đến năm 2007. Một nhân viên cứu hỏa cho biết là người bị rìu chém vào vai là người đàn ông 58 tuổi, tuy nhiên ông chỉ nhận săn sóc tại hiện trường, từ chối vào bệnh viện. Báo chí địa phương cho biết trước khi đến rạp chiếu bóng thực hiện cuộc tấn công, Montano đã xuất hiện tại nhà thờ Nashville Rescue Mission để cầu nguyện. Vụ nổ súng rạp Carmike 8 ở Antioch xảy ra không đầy 2 tuần lễ khi một nghi can bắn vào rạp cine ở Lafayette, Louisiana, giết chết 2 người, làm bị thương 9 người trước khi tự sát.